nhờ những cải cách thủ tục hành chính thuế của Bộ Tài chính thì số lượng cá nhân tự quyết toán thuế năm 2014 đã giảm hơn 50% so với năm trước, chỉ còn khoảng 49.000 người. Theo thống kê, tính đến thời điểm 31 tháng 3 năm 2015, chỉ còn 49.000 cá nhân tự quyết toán thuế so với cùng kỳ năm 2013 đã giảm trên 50%. Trong số này, chủ yếu là những cá nhân được hoàn thuế. Các đối tượng như đại lý bảo hiểm, đại lý sổ số, đại lý bán hàng đa cấp, hộ kinh doanh, hộ cho thuê nhà, giờ đây không phải quyết toán thuế nữa. Việc số lượng cá nhân tự quyết toán thuế giảm rõ rệt là do Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế cải cách thủ tục hành chính và có những biện pháp hỗ trợ tối đa cho các cá nhân cần quyết toán thuế thu nhập. Theo quy định của luật thuế hiện hành, việc khấu trừ thuế sẽ diễn ra tại nguồn, chỉ còn hai đối tượng phải quyết toán là người được hoàn lại thuế và người phải nộp thêm thuế. Đại diện Tổng cục Thuế cũng khuyến nghị các cá nhân, đặc biệt là đối tượng làm công ăn lương, ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp sử dụng lao động. Với số lượng 97,5% doanh nghiệp hiện nay đã kê khai thuế điện tử thì hình thức ủy quyền này là phù hợp và thuận lợi.